Nhiều khi muốn ngồi gần chết ngồi đâu ngủ đó. Hoặc là chưa ngồi đã nằm. Trường hợp này rất có thể xảy ra. Hoặc là không có phấn đấu được với kẻ thù để cho kẻ thù phấn đấu mình. Cũng có vậy. Hoặc là nhìn thù thành bạn đó. Có mà cắt bỏ với trần gian, hiểu không? Cứ ngồi thiền đi rồi tự nhiên nó cái gì nó cũng sao. Mà sư phụ nói vậy hoài mà đâu ai nghe đâu. Mà sao cô nghe hay vậy? Sao? À, có sư phụ bên trong, còn mấy người kia sư phụ đi ở ngoài hết hả? Chắc vậy gì, bỏ sư phụ mày ngoài nhà gì? À, rồi, đâu có thèm nhìn tôi đâu. Đúng rồi. Thích nhìn cái thân thể này thôi, còn biểu làm gì không chịu làm đâu. À. Biểu ngồi thiền thôi cũng không chịu ngồi, thấy không? Rồi thôi biểu làm này làm kia, làm công đức đi cũng không chịu. Tôi có chồng, tôi có bầu. Tôi có bạn gái tôi đi không được, tôi có bạn trai tôi đi không được, tôi có này tôi làm được, thiền cũng không thiền, làm công đức cũng không chịu làm. Rồi thôi bắt tôi làm ngồi thiền giùm nè, rồi tôi làm công đức giùm, cái gì cũng sư phụ làm hết, thấy không? Ừ. Nhưng mà tôi có thể trút gánh nặng chồng của cô đâu có được đâu, hiểu không? Có cái bà bên Việt Nam bảo làm giùm hả? Ok, tốt lắm. Ngồi thiền nhiều á, cái gì cũng được hết hả? Làm ngồi thiền cho đúng đắn, hiểu chưa? Ráng, hiểu chưa? Nếu mình ngồi một mình không được á, rủ hai bà bạn gì đó ngồi chung với nhau một nhà. Bữa nay tôi ngồi nhà chị, mai ngồi nhà chị, mỗi người giống ủng hộ lẫn nhau, hiểu không? Ngồi chung với nhau, ok. Bà ngồi một mình hả chị á ha. Ok, đó. À, chúc mừng, ok, yeah.